Xin chào bạn. Xin chào. Trước khi đi ngủ hàng đêm bạn làm công việc gì? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái công việc mà bạn nên làm hàng đêm trước khi đi ngủ. Làm liên tục thường xuyên nó sẽ giúp bạn nhanh thành công hơn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những công việc mà bạn nên làm thường xuyên trước khi đi ngủ, làm liên tục sẽ giúp bạn nhanh thành công hơn. Hãy like video này và chia sẻ nó để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ video. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Công việc bạn nên làm hàng đêm trước khi đi ngủ để giúp công việc của bạn, sự nghiệp của bạn nhanh thành công hơn. Hãy chia sẻ giúp tôi cái livestream này lên tường để mọi người được biết cái kiến thức này nhiều hơn. Hãy chia sẻ giúp tôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe, đã chia sẻ của tôi. Cái chủ đề đêm nay là một chủ đề ngắn thôi, tôi chia sẻ rất là ngắn. Rất mong anh chị em chia sẻ cái clip này, chia sẻ cái livestream này để nhiều người được biết cái công thức này hơn. Công thức là cái công việc này chúng ta nên làm thường xuyên mỗi đêm trước giờ đi ngủ. Trước giờ đi ngủ nhé, để giúp mình, giúp cho công việc kinh doanh của mình, giúp cho công việc đầu tư của mình, giúp cho công việc trong cuộc sống của mình nhanh thành công hơn. Ok. Kể chuyện đêm khuya à? Nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện lắm, vô cùng nhiều chuyện. Anh chị em hãy chia sẻ giúp tôi cái livestream này để cho nhiều người được biết cái công thức này hơn. Công thức này vô cùng đơn giản nhưng mà nhiều người không biết. Biết công thức này bạn sẽ rút ngắn được quãng đường đi tới thành công nhanh hơn. Rút ngắn được quãng đường, rút ngắn được thời gian, rút ngắn được công sức, rút ngắn được tiền bạc và rút ngắn được mọi thứ giúp bạn sẽ đi tới thành công nhanh hơn. Hãy chia sẻ giúp tôi. Trong ít phút tới để cho cái livestream này có đông người xem hơn thì tôi sẽ chia sẻ công thức này rất là đơn giản. Công thức này làm mỗi đêm trước giờ đi ngủ và tôi làm nó liên tục liên tục liên tục. Bạn cứ làm đi, bạn cứ trải nghiệm đi rồi bạn thấy điều tuyệt vời sẽ xảy ra, điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Rồi, ok, rất là nhiều công thức được hay hôm nay. Ok, xin chào anh em. Ok, hay quá hay quá hay quá hay quá. Xin chào anh em, nếu anh em đã có mặt hãy comment một cái điều gì đó để tôi biết bạn đã có mặt ở trong này. Là cái Wi-Fi nó không được tốt như ở nhà tôi cho nên là nhiều khi mạng nó cứ giật 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 giật. Không hiểu là anh em có nhìn thấy tôi đang nói gì không. Nếu anh em nhìn thấy anh em comment điều gì đấy để tôi biết bạn đã nhìn thấy tôi đang nói chuyện. Làm một mình. Cái công việc này là bạn phải làm một mình trước giờ đi ngủ. Ok. Làm một mình, công việc này làm một mình trước giờ đi ngủ. Sau khi mà bạn làm hoàn tất mọi công việc trong ngày, trước giờ bạn đi ngủ thì bạn nên làm công việc này làm một mình. Ok nhá, làm một mình. Làm công việc này liên tục liên tục liên tục thường xuyên sẽ giúp bạn, giúp cho công việc kinh doanh của bạn, giúp cho công việc đầu tư của bạn, giúp cho mọi việc của bạn trong cuộc sống nó sẽ nhanh đạt tới thành công hơn. Ok. Ok, mọi người không nghe thấy tôi nói sao ạ? Mọi người có nghe thấy tôi nói không ạ? Nếu mọi người nghe thấy tôi nói thì hãy comment một cái điều gì đó để tôi biết bạn đang nghe, đang theo dõi cái livestream này ạ. Ok, xin chào. Vâng, xin chào, xin chào. Anh em hãy chia sẻ, hãy chia sẻ, hãy chia sẻ, hãy chia sẻ cái video này. Ok. Comment điều gì đấy cho tôi biết để bạn đang xem video này và hãy chia sẻ nó lên tường của bạn để cho nhiều người được biết công thức này hơn, để cuộc sống của họ sẽ tốt hơn và cuộc sống của họ sẽ họ đến một ngày nào đó họ sẽ cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ một công thức rất là tuyệt vời. Ok, chào anh em. Ở trong ít phút tới để cho đông anh em mà tham gia cái livestream này thì tôi sẽ chia sẻ công thức này. Không hiểu là các bạn có nghe thấy không, tôi không nhìn thấy ai comment cả. Mạng ở đây là khách sạn nên là chất lượng rất là kém, kém hơn nhiều so với mạng ở nhà tôi. Không chẳng nhìn thấy gì cả, thế mới lạ nhỉ. Vuốt 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 cũng không thấy gì. Anh em có thể thả tim hoặc là có thể comment một cái điều gì đấy cho tôi giúp tôi được không ạ? Tôi không nhìn thấy gì hết. Ok. Chúng ta chờ khoảng phút nữa để cho đông anh em. Ok, xin cảm ơn đã nghe được rồi đúng không ạ? Ok, rồi, tuyệt vời, rất tuyệt vời. Tùng Ngô bảo là đã xem được rồi, tôi nhìn thấy mỗi cái comment của anh Tùng Ngô. Vâng.
À, nghe được rồi đúng không? Đức Thịnh nói là nghe được rồi. À, thỉnh thoảng gián đoạn, bạn Linh bạn chia sẻ là thỉnh thoảng bị gián đoạn. Vâng, bởi vì là cái chất lượng ở trong wifi ở đây nó gọi là có wifi thôi, chứ còn chất lượng đường truyền rất là chưa được tốt. Không sao cả. À, chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Ừ, không giật, hơi giật tí không sao cả. À, bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ 10 phút. 12 giờ 10 phút. Ok. À, các bạn hãy chia sẻ giúp tôi cái livestream này để cho nhiều người biết cái công thức đơn giản và hiệu quả vô cùng này của tôi. À, chia sẻ công thức này giúp tôi nhé. Chia sẻ livestream này để cho nhiều người, để cho bạn của bạn cùng được học. Muốn đơn giản như vậy thôi. À, ok, bây giờ tôi xin chia sẻ như này. Cái công việc của tôi trước khi đi ngủ mỗi đêm, tôi thường làm việc này một mình. Và điều tuyệt vời là khi tôi làm nó một thời gian dài, tôi thấy là cái cuộc sống của tôi nó tốt đẹp lên, công việc kinh doanh của tôi tốt lên, công việc đầu tư của tôi tốt lên, và mọi thứ nó đều tốt đẹp lên. À, thì là cái công việc này của tôi, cái việc mà tôi làm hàng đêm là như thế này. Bạn hãy ngồi thật thư thái một mình, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, hít hơi một hơi thật sâu, thở ra từ từ, từ từ, từ từ, và bạn tưởng tượng lại ngày hôm nay bạn đã làm được một việc gì tốt đẹp nhất cho mình và cho những người xung quanh. Nào, bạn nghe lại tôi nói lại. Bạn hãy ngồi thư thái, thật thư thái, để đầu óc thật tĩnh lặng, thật trong trẻo, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ, từ từ, từ từ, và hãy nhớ lại ngày hôm nay bạn đã làm được những việc gì tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Mọi người nghe rõ chưa ạ? Và nếu có thể, bạn có thể chia sẻ lại những cái điều tuyệt vời đó cho bạn của bạn, hoặc là cho người thân của bạn, hoặc chia sẻ nó cho bất kể ai. Như hôm nay tôi ngồi đây một mình, tôi không thể chia sẻ được cho bạn bè của tôi không thể chia sẻ được cho người thân của tôi, và tôi chia sẻ với tất cả anh em chị em bạn bè giờ này còn đang thức trên Facebook là bạn bè của tôi. Đấy, và ngày ngày hôm nay bản thân tôi làm được ba việc tuyệt vời, tôi cảm thấy ba việc vô cùng tuyệt vời cho những người xung quanh. Công việc đầu tiên tôi cảm thấy điều tuyệt vời đầu tiên đó là tôi chia sẻ một công thức về hàm số cuộc đời giúp ai đó ở ngoài kia nghe thấy và họ đã biến chuyển phần nào trong cuộc sống của họ. Đó là niềm hạnh phúc của tôi mà tôi đã đem lại cho một ai đó ở ngoài kia. Công việc thứ hai mà tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời đó là buổi chiều hôm nay tôi chia sẻ cái công thức một công thức vô cùng đơn giản trong đầu tư mà bấy lâu nay anh em, anh chị em nhà đầu tư trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã lãng quên nó, và tôi hôm nay tôi làm lại một cách trình tự đơn giản và anh em đều vỡ òa lên vì hạnh phúc, và là điều đó làm cho tôi vô cùng sung sướng. Đấy là điều thứ hai trong ngày hôm nay tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và điều thứ ba tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa đó là trong chương trình tuyệt vời của buổi tối ngày hôm nay, chương trình làm giàu từ đầu tư được tổ chức lần thứ 41 trên toàn quốc. Và trong chương trình này đã đánh dấu một mốc giúp tôi lớn hơn ngày hôm qua. Giúp tôi lớn hơn ngày hôm qua và ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Ở đó, tôi đã giúp được cho rất nhiều con người thay đổi về mặt nhận thức, tư duy về tiền bạc, tư duy về tài chính. Qua chương trình, sau chương trình kết thúc, chương trình nó chỉ ngắn 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 vẻn vẹn trong khoảng 3 giờ, 4 giờ đồng hồ thôi. Nhưng ở đó có vô cùng rất nhiều người đã nhận được những giá trị rất to lớn. Và chắc chắn, tôi tin tưởng chắc chắn rằng những con người đó từ ngày mai họ sẽ có những cái hành động để thay đổi cái cuộc sống của họ, để đi hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn. Và bây giờ tôi ngồi đây, tôi tĩnh lặng lại, tôi tưởng tượng lại những cái điều tốt đẹp tuyệt vời ngày hôm nay tôi đã làm giúp cho ai đó ở ngoài kia. Có ba điều các bạn, tôi đã cảm thấy là ngày hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời của tôi. Ngày hôm nay quả là một ngày rất là nhiều mốc có thể ghi lại.
Và trước giờ đi ngủ hàng đêm thì tôi liên tục làm công việc này. Các bạn hãy nhớ, trước giờ đi ngủ hàng đêm tôi liên tục làm công việc này, ngồi một mình tĩnh lặng, liên tưởng lại những điều tốt đẹp, những điều tuyệt vời mà ngày hôm nay bạn đã làm được, giúp đỡ ai đó hoặc làm một cái điều gì đó tốt cho mình, hoặc tốt cho người xung quanh, hoặc tốt cho bất kể một điều gì đó ai đó ở ngoài kia. Bạn hãy tưởng tượng lại, bạn hãy neo cái cảm xúc tích cực đó lại, để ngày mai bạn lại có cái cảm xúc tích cực đó, bạn tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm được những điều tuyệt vời hơn cho mình và cho xã hội, cho những người xung quanh. Vâng, đấy là cái công thức mà nếu như bạn đã trải nghiệm, bạn chưa trải nghiệm thì bạn hãy nên tập nó, còn lại bạn đã trải nghiệm thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ dần dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và đến một ngày khi bạn làm đi làm lại những số lần nó đủ lớn thì bạn mới cảm nhận được sự biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ nhớ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3, từ ngày hôm nay đến ngày sau đi, bạn cứ thực hiện cái điều tôi vừa nói, chia sẻ đi. Sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, có thể là 4 tháng, có thể là 5 tháng, lúc đấy bạn nhìn lại, bạn có thể chia sẻ cái livestream này lên trên tường, bạn ghi lại là công thức như thế này: ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3, và bây giờ là bước sang ngày 30 tháng 3, 0 giờ 15 phút ngày 30 tháng 3, Facebook nó sẽ nhắc bạn lại là cái công thức này bạn đã thực hiện nó kể từ ngày này. Bạn nhận được là gì? Vâng, sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Phạm Thành Biên, chia sẻ từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong cái chia sẻ này của tôi giúp được các bạn một điều gì đó trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Nếu anh chị em ngồi liên tưởng lại xem ngày hôm nay bạn đã làm được những cái điều gì tuyệt vời, bạn có thể comment chia sẻ vào đây để giúp chúng ta cùng có những cái bài học. Comment chia sẻ xuống comment dưới những cái điều, có thể là một điều, hai điều, ba điều, bốn điều, những điều mà bạn cho rằng là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay bạn làm được cho mình hoặc là cho là ai đó. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở clip tiếp theo. Xin chào.